Chào các bạn nhá. Hôm nay máy văn phòng Cương Nga sẽ hướng dẫn các bạn là tháo lắp và phân tích một số bộ phận của máy in đa năng 241D nhá. Rồi, con này là in đa năng này. Dòng 241D này là nó là in được vừa in 27 trang trên 1 phút và photo cũng là 27 trang trên 1 phút nhá. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu nhá. Bây giờ mình thực hiện luôn nhá các bạn. Điện sáu là mở ốc hai mặt thông hai bên. Đó là dùng anh vịt bẹp nhá. Đây, tụt là vịt bẹp. Mũi tên của sáu. Có biểu tượng mũi tên đấy các bạn, chọt vào đây nhá. Sẽ có hai điểm để mở. Rồi, đây là một nắp nha các bạn. Tương tự ta cũng mở bên như vậy. Con này là photo mình từ lật nha, không được chạy thì nó bá đẹp nữa các bạn. Thì mở được hai nắp không ta tiến hành nha. Tháo đặt giấy của dàn scan. Dàn photo. Thì cái cặp này là các bạn phải thẳng tay mà rút nha, cẩn thận nha. Không được làm búng cạp hoặc là làm xiến cạp, khi các bạn nhặt vào là nó sẽ gây ra chập ấy, chập chệt phó, chệt đen, đặc biệt là đen. Đen về là phó rất là đắt mà các bạn nhé, một lẻ là đắt lắm. Trên thị trường bây giờ là triệu mấy một cái đen đấy. Cái đen sẽ kén của thằng 241D ấy. Mình bên công ty Cương Nga nhá, nhận sửa tất cả các cái dòng máy in khó các bạn nhé. Con này là con đa năng 241D. Hôm nay nó có hai cái quạt cho tháo chảy vào. Đây là quạt. Đây là nguồn cấp số. Nó sẽ tháo phóng mắt tơ ra. Đây là phóng mắt tơ các bạn này. Cẩn thận nha. Ý thảo xong thân dây cạp dây của motor của dàn scan, ta sẽ thảo thân tên tên của dàn photo. Các bạn giữa hai tay ấn vào hai bần lê này nhé, sau đó đèo ra. Rồi, đây là cái nắp bên trên nha, nắp ADF của nó nha. Nắp photo scan nha. Chứ không phải là chạy ADF đâu. Còn đây là hai cái bần lê các bạn này. Khi nào cái những cái bần lê này là các bạn thấy phải thấy nhất, và các bạn nếu như các bạn thấy bần lê thì các bạn cũng phải mở như vừa mình vừa hướng dẫn mở xong đấy nha. Mình sẽ tháo nắp đây. Nắp để tháo một nắp đầy hộp mực. Chúng ta sẽ tháo mặt trước của máy. Rút nguồn công tắc của nhân. Đây là cái nút để mà bật nguồn ấy, khi mình bật nguồn lên ấy.
được xong ta sẽ tiến hành vào nắp tên. Cái dòng này là hãy gãy bản lề nhất các bạn nhé, cái bản lề là hãy gãy nhất đấy, và đặc biệt là hãy kịp đen. Đây là mặt của đây là nắp sáu gồm phần đào mặt nhé, là đã cùng sẽ tháo ra, sẽ chọn vài vừa vài vừa kéo ra. Đây là phần chế hộp chế sỉ đào mặt, vừa là chế sỉ vừa là chỗ dậy đi quá nhá các bạn. Bên mình cũng biết biết về làm mình có thời gian hơn để làm video đó nhá. Còn trên thị trường thì có rất nhiều cao thủ về sửa chữa nhưng họ cũng có thời gian hướng dẫn với các bạn đấy nhá. Mình cũng không dám múa rêu qua mắt thờ đâu nhá. Để tạo nắp thân cáo của đầu mặt. Hôm nay các bạn chú ý hết ba con ốc nhá. Những cái ốc nào có đây các bạn tự bàn đá để phải thảo được cái tấm này nhé. 4 con ốc, 2 con ốc 2 bên và 2 con ốc giữa. Người ta sẽ thảo 2 con sướng của một tình giả đơn ra những dòng đá nắng này các bạn thảo giống nhau nhé, giống như là con 221 đế hoặc là 211 215 hoặc 215 phải kẹp nhé. Những dòng đan nắng các bạn mở là nhau háo háo giống nhau thôi. Cái chế của quạt sấy dòng này sẽ có hai quạt của hai quạt sấy hai lưỡi. Các bạn mà mở chưa quen thì các bạn đến chụp ảnh lại nhá, chụp ảnh lại mình mở để đâu chụp ảnh thì đó nhá. Vừa mở đây là giấy tiếp mát của nguồn nhé các bạn. Bây giờ thảo như thế này các bạn hư bộ phần nào thì các bạn có thể là thảo thấy bộ phần đó nhá. Mở như thế này cũng có thể thấy được mở được nguồn này. Hiện tại thì mình đã thấy được quáng với cái cú của máy đấy nhá. Đây các bạn nhá, đó nhá. Nghe mấy này thì hư sửa gãy han các bạn nhá. Chúng ta phải làm ra thì lên lào lang nhá. Con này hay dòng này là thỉnh thoảng nó hay kẹt ở sảy các bạn nhé. Đến một giai đoạn nó sảy nó khô mà lụa rồi là nó sẽ gây kẹt ở cụm sảy. Nên là các bạn là khi làm các bạn có thể là mở cụm sảy ra để vệ sinh hoặc là bối kéo trá mở lùa cho nó nhé.
tốc độ 27 trang trên 1 phút thì các bạn phải, nếu như rách lùa thì các bạn phải dùng lùa xình nhá. Các bạn mà dùng lùa thương vào là nó sẽ gây ra sóng chữ đấy. Thảo xong có thể thảo phân chảy. Đây là cùng sảy của 241D các bạn này. Cùng sảy này cũng khá nhiều tiền đấy. Nói chung là mỗi linh kiện bóc máy thì rất là đắt, nên các bạn phải cẩn thận. Trong máy này là dùng hộp mực 337 các bạn nhá. Hộp mực 337 có nghĩa là 83A đấy. Hộp này mà hộp sinh của nó thì họ bảo là in được và độ phủ 5% thì được 2400 tờ hết mực, nhưng mà theo mình thì không đến nỗi đâu. Còn hộp mực ngoài thì có thể là được 1000 tờ là hết mực với độ phủ 5%. Hộp mực gọi là nó thuộc là hộp mực nhỏ đấy. 83. Ta sẽ thảo sảy xong, nếu các bạn thấy bẩn thì các bạn sẽ dùng máy thổi để thổi sạch. Máy thổi hoặc máy hút bụi nhá, hút mực các bạn nhá. Thổi bùi sạch bên trong để vệ sinh máy. Đồng thời nếu mà in mơ các bạn thể là thảo quáng là vệ sinh quáng. Một thời gian thì thường hay bị mơ gió quáng các bạn ạ, vì là bụt kia bụi bẩn mực, bụt mực hoặc là cái bụt giấy ạ. Bụt giấy nó cũng gây ra hiện tượng là gây cho mơ ở quáng. Đây là ECU của mày. Đây là cái cú các bạn nha, còn đây là bộ đệm nha. Đây là bộ đệm. Còn đây là quáng này. Quáng này có cái bảo vệ quáng đấy các bạn này, có cái cần co đấy, có bảo vệ quáng, nhưng mà nó cũng sẽ bột mực, nó bột mực lại là bột giấy, nó cũng sẽ vào được che mất kính của quáng. Thảo được cái này thì cơ bản là vệ sinh được máy và có thể thay thế một số linh kiện như là ECU này, bộ điện này, một phần gọi là cái này là ra lẽ đầu mặt, kết nối ra lẽ đầu mặt với quạt. Con này có hai con ra lẽ các bạn nhé. Đây là con ra lẽ đầu mặt này, nó đảo mở quạt lại. Con ở dưới này đây là con ra lẽ gấp dậy này. Đây. Thế bây giờ các bạn như mở được như thế này á, các bạn sẽ thay thế được linh kiện. Và bây giờ mình sẽ lắp lại nhé các bạn. Quy trình của lắp lại thì cái nào mình mở ra 6 thì lắp trước nhá. Lắp quáng, che quáng. Các bạn lắp cái nắp che quáng này các bạn chú ý nhá, bởi vì là ở dưới này có cái co đẩy quáng nhá, cái co đóng mở quáng ấy. Đấy. Các bạn để lệch cái co mà đóng mở quáng này nên nó sẽ gây khi các bạn in ra là trừ sẽ trắng đấy nhá, trắng trừ ấy, nó trắng trừ các bạn này cứ nghĩ là nó chết phó đấy. Co không nhảy bảo luôn. Con này gồm có hai bình kịch giấy ở sậy này, cùm sậy để các bạn như thảo như này là các bạn có thể là làm được cùm sậy này. Và con này có thể là gió mơ, cũng có thể là gió quáng này, các bạn có thể là vệ sinh quáng này. Và đặc biệt là con này hay lỗi bị gãy bần lê, các bạn thảo như thế này và các bạn có thể là thay bần lê được. Lắp nắp quáng xong, đó sẽ để anh lắp lại phần cùng sấy. Thank you.
lắp xong cũng sẽ ra để gắn lại. Để nên là bạt cục phải. Đây là con chân xoa đuôi ở cùng sảy các bạn nhé. Con này mà khi mà các bạn dậy mà bảo kết ảo á là con này chết các bạn này, hoặc là con này bẩn quá nó cũng gây ra hiện tượng kết ảo này. Nên các bạn vệ sinh cái cùng con này nhé cho mình nhá. Con này chết nó cũng gây ra hiện tượng kết kẹt đấy, nhưng mà con này hiếm khi nó chết lắm. Chúng ta tiến hành như vậy. Như vậy cũng rất quan trọng. Lý cho giòn. Như vậy xong ta sẽ chuyển anh một phần như là các bạn giặt dây cho đúng các bạn nhá. Làm cái máy in này các bạn phải cẩn thận nhá. Xong một phần chảy ra đi gây mỏng cũng hơn. Khi đi xong gặp cân giấy đó thì gắn nắp quạt, cân đều quạt. Cho nên lắp lại quạt. Đây là lắp lại quạt được các bạn nhé. Nó có hai cái quạt đấy. Khi các bạn lắp quạt thì các bạn phải đi dây gòn vào nhá. Ta đã gắn xong quạt, ta sẽ gắn bên nắp sáu của đầu mặt. Khi gắn nắp sáu đầu mặt, ta sẽ gắn phần xương của xương đờ của nắp sáu và phần tên. Lắp xong hai cái xương đờ thứ tám này gần cũng không gần nắp sáu của đầm mặt.
để đi qua trơn mặt quá. Các bạn chú ý nhá, lắp cái nắp này cẩn thận nhá, cái đụng gơ này mới vào được này. Đó là các bạn bị kẹt giấy đấy. Đó giả được phó nhá các bạn. Các bạn phải vặn dây hệ độc nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lắp phó vào nhá. Con phó này là vàng nó các bạn nhá. À, đủ 4 ốc nha. Rồi. 1 2 3 4 5 ốc. Giờ các bạn cứ đi lại dây cầm vào. Đây là cặp nguồn cho quạt. Nguồn cho phó này. Dây này các bạn cẩn thận này, dây cáp này là các bạn thật sự hết sức cẩn thận. Bây giờ mình phải test trước khi lắp lại nhá, chén máy rồi báo lỗi gì không nha các bạn. Nguồn vào. Đó thì đồng quán này các bạn. Đồng quán là sẽ bảo lỗi. Các bạn phải đóng tẹt là phải đóng cái quán này khi chưa lắp vào này, mình được chốt cái chốt này để đóng mở quán này. Bật nguồn lên, đè nguồn. Rồi bây giờ in tẹt nha. Mình bấm 5 lần để tẹt quán nha. Để bấm chỗ này này, 1, 2, 3, 4, 5 là mình sẽ test được quán của nó. Xem máy có ổn định không. Đây là quán nha, thịt quán này. Rồi như thế này là đã ok đấy nha. Bây giờ mình có thể lắp được máy vào rồi các bạn nha. Khi tẹp xong chúng ta sẽ tiến hành đầy nắp trên nha các bạn. Đầy nắp trên trước nha. Mực này. Khi đây nắp hộp mực thì các bạn cất cái chốt cái này chốt chen quán đấy nhá, mình cất cái nào. Đây, kiểm tra cẩn thận cái lắp vào này. Đây, đây, đóng mở quán đây. Được nguồn đá để lắp trụ. Chúng ta sẽ lắp nắp trước. Đây là nắp trước của 241D này.
chưa để ăn ra đúng vị trí thì là được. Có thể là công tắc nguồn. Công tắc nguồn nha, đấy là công tắc nguồn này, mình phải gắn vào này. Rồi. Trong phần mặt sau và mặt trước ra thì tiến hành lắp phần phô tô kén nha. Đó là mặt kén nha. Mặt phô tô kén này. Cứ lắp ra thì ba mì nè. Cạp ra thì nó khi đưa vào phần lê ra thì đưa cạp nếu như các bạn mà thấy chắc cái thấy chắc cái bần lê thì các bạn mở đến giai đoạn này đó nha, giai đoạn bên này là các bạn là thấy được cái bần lê của nó rồi, thấy gãy nhất là gãy hai cái bần lê đấy. Chúng ta sẽ đẩy mạnh xuống đây đó, nó lọc ra. Rồi bây giờ mình sẽ cấp cấp bên nguồn bên cáp này, cấp cấp điện cho cáp, nó cắm trực tiếp vào phó luôn nhá. Các bạn thảo như thế này nào thì lắp như thế đó nhá. Đi dây phải cẩn thận các bạn nhá, cái này đi dây phải cẩn thận đấy. Tình huống biến chủ. Em lại nám dao rồi. Khi các bạn lắp cái nắp ADF đứng thế này, các bạn cẩn thận với cái cáp nha, cáp đừng để các bạn nhìn thấy cáp nó xoắn hoặc là bị ở chỗ cái chỗ bần lê đó, các bạn phải chỉnh lại ngay ngắn nha. Không là mình nó mở ra mở vào là nó sẽ bị đứt cáp đấy. Đây là cái motor của đèn. Mình đã sẽ lắp cạp của đèn thực tế. Nhiều khi lỗi cạp nó các bạn nó cũng bảo lỗi giống lỗi đèn các bạn nhá. Nhiều khi đít cạp nó từng các bạn nhiều khi nghĩ chết đèn ấy, nhưng mà các bạn phải kiểm tra cạp xong rồi các bạn mới phải thay đèn vào nhá. Sẽ kén. Là cạp của màn hình mà cạp một điều khiển. Hôm nay đây chúng ta đã lắp xong phần cạp nguồn motor, nguồn quạt cho vào phó. Chân phó là cử chân phó nha, đây là cử phó lại nha, cử chân phó này. Khi làm xong thì bây giờ mình sẽ lắp nắp hông hai bên. À, kẹt máy trước. Kẹt xe kén, kẹt đen. Đen bảo bá đen là được. Sắp tới mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn vệ sinh đen nhá. Đấy, như thế này là máy lên như thế này là đã bảo ok rồi này. Đây, như thế này là ok rồi. Tụi cháu phô tô về bảo xem nó có bảo lỗi gì không đâu. Tiến hành vậy là đã ok các bạn nha. Bây giờ mình lắp nắp hông hai bên vào nữa. Rồi em về đi. Rồi kìa. Rồi.
Còn sau đây mình vặn ít vịt luôn nha. Rồi, nắp bên kia. Rồi giờ bạn vịt này xong các bạn nhé. Đây là 241D. Người thực hiện video là kỹ thuật Sơn nha, Hoàng Sơn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Các bạn thấy hay thì đăng ký cho kênh máy văn phòng Cương Á các bạn nhé. Bên mình chuyên gia sửa chữa các dòng máy in nha. Rồi chào các bạn.